Xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay tôi xin giới thiệu với các bạn về phân loại các loại động cơ máy nén hay còn gọi là block. Tôi xin giới thiệu loại máy thứ nhất là máy nén piston. Đặc tính của máy nén piston là làm việc ổn định, có tuổi thọ cao và độ tin cậy cao, không ồn, không rung, hay dùng cho là tủ lạnh. Máy nén thứ hai tôi xin giới thiệu là máy nén ly tâm. Máy nén ly tâm dùng hoạt động quay bánh cánh quạt để tạo ra lực ly tâm lên môi chất lạnh. Bên trong buồng nén hình xoắn ốc, không như những thiết kế khác, máy nén ly tâm không hoạt động dựa trên nguyên lý thể tích mà đã cố định lưu lượng buồng. Máy nén rô to. Máy nén rô to có hai phần tử quay ăn khớp như bánh răng. Môi chất lạnh được nén ở giữa chúng. Những máy nén này rất hiệu quả bởi vì hoạt động hút và nén môi chất lạnh diễn ra đồng thời. Máy nén thứ tư là máy nén trục vít. Sử dụng các cặp rô to kết hợp lại với nhau, quá trình nén sẽ được chia làm hai cấp. Cấp đầu và cấp thứ hai nối tiếp tăng hiệu suất nén lên 50% của tổng số công suất tiêu thụ. Như vậy tôi vừa giới thiệu với các bạn về phân loại các động cơ máy nén hay còn gọi là lốc. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi clip của tôi.